Xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến chợ Kỳ Lừa để nghe phi giao duyên. Hôm nay các chú Bắc Giang mặt trắng đẹp lắm này. Chúng ta lên đình các anh chị này hát một tí nhá. Em nghe các chị hát một tí nhá. Ấy. Chào em tiên sinh. Dạ, chào anh nhá. Em quay một tí nhá. Em hát không hay đâu. Thế này là hay lắm rồi đấy. Dạ. Vâng. Chỉ lấy đầu gối thôi nhá. Chỉ lấy đầu gối trở lên thôi nhá. Đây em lùi ra đây rồi. Ấy, ủ đẹp thế. Khen thật mà. Vâng. Mùng 10. Vâng. Đấy, cái này đẹp lắm rồi nhá. Nửa tiếng nhá. Ở to lên. Hả? Ở to lên nghe nó. Vâng. Hãy
về đường ta mà chỉ ư sự thơ. Yeah, nó sẽ đi ra đi lắm ư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lặng mi đôi tiếu loa thung mưa chẳng về này à na cũng chung lo hàng khâu ơi lo ra hàng chi nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Yeah.
Thế cứ đứng ở đấy thôi mà. Hát
tên này chúng ta là tám sắp vào Phật tử Bồ Tát đại ơi coi là chưa cứ hát tự nhiên đi, hai chị đang sinh, hai chị đang đẹp à? Sinh nhất hôi đấy, sinh nhất tháng, môi đỏ mặt tròn xinh. Yeah.
quả đâu. Rồi. Hôm nay cái hàng nào? Mấy bà cái gì khác? Lấy đi nào gọi. Ba mươi. Xinh đấy cơ. Hai cô này xinh lắm nhỉ. Xinh. Ôi giời ơi, xong rồi anh. Các chị thôi giả chị. Em cảm ơn nha. Tâm anh nhá. Vâng. Ma đâu, ma đâu. Ôi giời ơi, các cô này chưa hát à? Thì ta cùng nghe hai chị gái Yên Trạch xinh tươi hát tí nha. Ôi giời ơi, hai chú Bắc Giang này áo trắng đẹp trai thế. Hôm nay hàng rất là đông luôn. Hôm nay hàng khao lừa đông thật đấy. Thôi rồi hả chú? Còn hát không? Đông lắm
xem đâu đấy. Ăn nước lắm rồi phải cho tiền uống nước. Này, mấy lúc này mà. Khá đấy cổ rồi, đúng rồi, khá đấy cổ rồi. Thôi à? Thôi à? Đang quay à? Ừ, thôi rồi. Ăn nước quá. Đi mua nước kìa. Đi rồi. Không hết à? Không. Lời lắm rồi. Lời lắm rồi. Hát nhiều không thích hát. Vâng. Mấy con trẻ hát, con già hát. Mấy nhiều năm rồi. Mấy già đâu rồi. Mấy con trẻ măng ấy. Ừ, nhờ. Tôi khó coi lắm. Cảm ơn các anh chị nhé, chú nhé. Chúng ta đi một tí đã nhé. Bye bye.